Dù ra trong bóng tối, em lớn lên với những bụi trần. Đi qua bao năm tháng, bao cay đắng cuốn lấy đời em. Em tôi hay mơ lắm, một mái ấm với những nụ cười. Nhưng sao ôi xa quá, cuộc đời này không nhớ tên em. Không, em không muốn cuộc sống như vậy. Không, em muốn sống có mẹ có cha. Không, em muốn sống cuộc sống bình thường. Xin cho em được về với tuổi thơ. Em, xung quanh em không thiếu tình người. Em, hãy mỉm cười với những gì đã qua. Sau cơn mưa, bầu trời lại sáng lên. Sau cơn mưa, cuộc đời lại sáng lên. Sáng lên. Ủa? Sao? Có chuyện gì xảy ra với nó hả con? Dạ. À, hình như anh Minh tới rồi đó thầy. Thầy đâu? Thầy mới hỏi em vậy anh Hùng. Em không biết trả lời sao nữa. Anh vô nói chuyện với thầy đi. Minh. Dạ con chào thầy. Dạ thầy mới tới hả thầy? Có con là mới tới thôi. Thầy tới nãy giờ rồi. Dạ. Này em nói với thầy sao? Nè hai đứa. Dạ. Có chuyện gì hả? Thầy thấy hai đứa làm sao lúng túng vậy? Dạ. Hay là dạ không có gì đâu thầy. Thầy đừng có hiểu lầm. Dạ. Hiểu lầm là sao? Thầy thầy ăn gì chưa? Hay là thầy trò mình đi ăn cái gì đi? Hôm nay cô sẽ mời thầy. Dạ đúng đó thầy. Hôm nay mình kiếm quán nào ngon ăn đi. Dạ con mời. Hai cái đứa này hôm nay kỳ lạ lắm đó nghe. Hết đứa này mời tới đứa kia mời. Thầy biết nhận lời ai đây? Dạ. Dạ vậy mình đi nha thầy. Thầy chờ con lên thay đồ nha thầy. Nhanh đi. Ai mời cũng được mà thầy. Con ngồi đi, thầy hỏi chuyện con chút. Dạ. Sao? Công việc của con bây giờ tốt không? Dạ, cũng bình thường thầy. Bé Xuân. Dạ. Em hôm nay không đi làm hả? Dạ, em bị mất việc rồi. Ủa? Nhưng mà anh yên tâm đi. Hồi sáng nay á, em có nộp hồ sơ xin việc. Em sẽ cố gắng làm để lo cho ông bà ngoại. Con thấy không? Tính khí của nó y chang như con hồi nhỏ. Dạ. Hồi đó con xin đi làm, nói năng y như nó bây giờ. Nghe hoài riết á, bỏ tài thua nó luôn á. Đó, ông bà ngoại thấy chưa? Anh Hùng lúc đó còn nhỏ mà còn muốn đi làm kiếm tiền lo cho ông bà ngoại. Nói chi bây giờ con lớn rồi mà. Ông ngoại thì cũng muốn hai đứa con phải đi học tới nơi tới chung. Nhưng mà ông buồn vì gia đình nghèo quá, đã không nuôi nổi hai đứa tụi con rồi mà còn trở thành gánh nặng cho hai đứa con nữa. Thôi ông bà ăn cơm đi. Dạ bé Xuân ăn cơm đi. Chứ không có ăn hết phần này. Con ăn nhiều vô đi con. Dạ ăn đi con. Misa. Dạ. Sao phải vào đây chi cho tốn kém vậy con? Mình kiếm chỗ nào bình dân ngồi được rồi.
Dạ, không có sao đâu thầy. Lâu lâu tụi con mới mời thầy đi ăn mà. Dạ, anh Minh nói đúng đó thầy. Lâu lâu thầy mới lên gặp tụi con mà. Thầy đừng có lo, con với thầy phải tạo cơ hội cho anh Minh xài tiền chứ. Rồi. Thầy, mình qua đây đi thầy. Mình qua đi thầy. Dạ. Đi. Dạ, dạ ngồi đi thầy. Ừ. Em cảm ơn. Anh này. Đúng là thời gian làm cho con người ta thay đổi. Hồi nhỏ con rụt rè nhút nhát lắm. Càng lớn càng lém lĩnh, càng lanh lợi. Quá trời quá đất luôn. Đâu có đâu thầy. Con phải lanh á mới trị được anh Minh chứ. Anh Minh á, anh cứ ăn hiếp con hoài. Trời, thầy, em hiền lắm đó thầy. Dạ, anh chị chọn món giùm em ạ. Dạ, thầy gọi món đi thầy. Thôi, tụi con thích ăn gì cứ kêu đi, gì cũng được mà. Thầy cứ chọn món gì đi thầy. Nếu vậy thì thầy kêu cái lẩu ba người ăn chung nha. Dạ, dạ, vậy cũng được. Cho một lẩu thái. Dạ. Anh chị dùng nước gì gọi luôn ạ? Thầy dùng nước gì thầy? Cho thầy chai nước suối đi. Hai chai nước suối. Dạ. Anh uống gì? Còn anh thì chút nữa anh kêu sau ha. Dạ. Phải công nhận là chỗ này thật mát mẻ, trong lành và yên tĩnh thật. Thầy gặp tụi con ở đây, tự nhiên thầy thấy thiếu thiếu gì á. Hay là hôm nay hai đứa dẫn thầy đi gặp thằng Hùng đi. Ủa, bộ hai đứa có chuyện gì hả? Dạ không thầy. Thật sự thì tụi con có gặp Hùng, nhưng mà tụi con không biết chỗ ở của Hùng. Cái gì? Bộ tụi con không có số điện thoại của thằng Hùng sao? Tụi con là bạn thân ở trường mà. Lúc ở trường, nó là đứa quý và thương tụi con nhất. Mỗi lần xảy ra chuyện gì, nó là đứa bảo vệ tụi con tới cùng mà. Sao kỳ vậy? Dạ, không phải vậy đâu thầy. Để con gọi thử cho Hùng có bắt máy không. Bộ con với nó có chuyện gì hay sao mà con sợ là gọi nó không bắt máy? Dạ, không có gì đâu thầy. Tại anh Hùng ảnh bận quá nên gặp ảnh cũng khó lắm thầy. Sao không nghe điện thoại đi? Không có gì đâu. Bạn anh nó rủ anh đi uống cà phê thôi. Đang bận ăn cơm, để lúc khác anh nghe cũng được. Dạ, chắc Hùng đang bận việc cho nên không nghe máy được thầy. Vậy tụi con có biết chỗ thằng Hùng đang làm việc không? Dạ, Hùng không cho tụi con biết chỗ ở hiện tại. Nhưng mà con có biết một chỗ này. Lần trước Hùng có nhờ con tìm chỗ ở mới cho ông bà hai, người mà đã cứu mang Hùng sau khi trốn khỏi trường đó thầy. Hay quá. Hay là hai đứa con đưa thầy tới đó đi. Chắc là ông bà sẽ biết chỗ thằng Hùng ở hiện nay. Sẵn dịp này thầy cảm ơn ông bà cứu mang thằng Hùng trước đây. Dạ, ăn xong con dẫn thầy đi. Dạ, cho em lên lẩu. Thôi Xuân, con coi dọn mâm đi, rồi đem nước lên cho ông với anh uống nha. Dạ. Cảm ơn em. Hay là bây giờ hai đứa con dẫn thầy tới đó trước đi. Thầy không có nhiều thời gian. Thầy còn nhiều công việc ở trường. Thầy đi từ sáng tới giờ rồi.
Vậy để con gọi tính tiền. Em ơi, tính tiền. Coi ông vậy chứ ông còn khỏe lắm nha. Ừ. Hồi nãy về con có mua ký quýt nè ngoại. Ừ. Con mời ngoại dùng. Xuân à, con ngồi xuống đó luôn đi. Dạ. Hùng à, con coi sắp xếp công việc làm sao, rồi về đây ở với ông bà luôn đi. Ông bà lớn tuổi rồi, không biết sống được bao lâu nữa. Con về ở với ông bà đi. Dạ, thú thiệt là con cũng muốn lắm. Nhưng mà tại công việc của con hiện tại cũng lu bu rồi, cũng chưa được ổn định nữa. Cho nên con chưa thể về ở nhà được bà. Vậy chứ giờ con đang làm gì, ở đâu? Dạ, thật ra con cũng đang phụ những việc lặt vặt cho người ta. Công việc cũng đủ sống bà. Thôi được, làm gì cũng được, miễn mình đừng có làm cái chuyện phạm pháp thôi. Dạ. Dạ con biết rồi bà. Con biết không, cái ngày mà con muốn bỏ ông bà đi đó, bà có linh tính sâu lắm. Nhưng mà bà không nghĩ là con lại muốn bỏ ông bà đi. Từ lúc mà con rời khỏi nhà này, không có lúc nào mà bà không nhớ tới con. Bà lo lắng, không biết là con đang làm cái gì, ở đâu, con sống ra làm sao. Tại vì lúc đó con còn quá nhỏ. Hùng nè, mà bà hỏi thiệt nha, cái lúc mà con bỏ đi á, cái số tiền mà con để lại á, là con lấy ở đâu ra? Dạ con lượm được. Con lượm được? Thiệt không? Dạ thiệt. Cũng nhờ số tiền đó mà ông bà đã nuôi con Xuân được một thời gian. Tới chừng mà nó lớn lên á, ông bà muốn nuôi cho nó ăn học tới nơi tới chốn, nên ông bà mới chuyển nhà lên đây để nó tiếp tục ăn học. Nó ước mơ được làm cô giáo nên nộp đơn thi vô đại học sư phạm. Thấy nó cố gắng, ông bà thiệt là mừng lắm. Nhưng rồi đùng cái năm cuối nó nghỉ học. Con coi động trời không? Bà có nói gì, có khuyên gì cũng không được hết á. Bây giờ không biết làm sao với nó. Ủa ngoại ơi, nhà mình hình như có khách. Để con ra coi. Hình như anh chị là bạn của anh Hùng đúng không ạ? À, đúng rồi. Còn đây là thầy của anh Hùng hồi lúc nhỏ. Dạ, con chào thầy. Chào con. Ngoại ơi, có bạn của anh Hùng tới chơi nè ngoại. Chào hai bác. Dạ, dạ chào, con chào ông bà. Dạ, ôi mời hết vô nhà chơi. Dạ. Nè Hùng ơi, có bạn con tới nè. Hùng, Hùng, Hùng đi đâu vậy? Anh Hùng, anh định đi đâu vậy? Có thầy tới thăm anh kìa. Con là Hùng phải không? Con còn giận thầy hả? Dạ không. Thầy xin lỗi con. Cũng vì thầy mà con bỏ trường ra đi. Bao nhiêu năm qua, thầy lo lắng và suy nghĩ rất nhiều. Không biết con giờ ra sao, con làm gì, ở đâu, con sống có tốt không? Nghe Misa và thằng Minh nói đã gặp được con, thầy mừng lắm. Thầy à,
Con xin thầy tha lỗi cho con. Ngày đó con còn nhỏ quá, con suy nghĩ không thấu đáo, cho nên con mới hồ đồ, bỏ trường, bỏ thầy, bỏ bạn. Lỗi là do con. Con xin lỗi thầy. Thầy Hùng. Được rồi. Thôi con, mọi chuyện cũng qua rồi. Thầy được gặp lại con thì còn niềm vui nào bằng nữa hả? Dạ. Thầy nhớ con lắm. Mà biết kiềm chế lại chứ. Dạ thầy ơi. Dạ. Dạ mời thầy ngồi uống nước. Dạ, dạ cảm ơn bác. Con mời thầy ngồi. Rồi thôi. Cũng ngồi luôn đi hai cháu. Dạ. Dạ. Dạ thầy ơi. Con để xuống đó đi. Dạ thưa hai bác, con có chút quà muốn biết cho hai bác ăn lấy thảo, mong hai bác nhận cho. Thầy khách sáo quá, tới thăm được rồi quà cáp làm chi. Có cái gì nhiều đâu bác, đây là chút lòng thành của con thôi, mong hai bác nhận cho con vui. Dạ, dạ. Nếu thầy nói vậy thì vợ chồng tôi xin cảm ơn thầy. Dạ. Về chuyện này con phải nói cảm ơn bác mới đúng. Thật sự là khi con nhận được tin thằng Hùng được hai bác yêu thương rất nhiều và cưu mang thằng Hùng lúc nhỏ, con rất mừng. Con xin thay mặt nhà trường gửi lời cảm ơn sâu sắc đến hai bác. Hai bác đã đùm bọc cho thằng Hùng mà coi thằng Hùng như cháu ruột của mình. Trên đời này không có ai tốt như vậy đâu. Dạ thiệt tôi vui quá trời. Thiệt ra lúc đó hai vợ chồng tôi đang ngủ thì nghe tiếng con nít khóc ngoài cửa, tôi chạy ra. Có ngờ đâu là gặp hai cái đứa này nè. Ủa, sao lại là hai đứa hả bác? Thầy à, chuyện đó cứ để từ từ rồi con kể thầy nghe sao. Thầy ơi. Dạ thưa, kính mời thầy dùng nước. Dạ. Dạ. Cảm ơn bác. Thầy anh. Thấy thầy tội nghiệp quá anh ha. Bởi vậy tụi mình đi về là phải rồi. Để cho thầy có nhiều thời gian tâm sự với thằng Hùng. Với lại có khi mình ở đó thằng Hùng nó sẽ ngại. Ủa sao lại phải ngại với anh em mình? Trời, sao hôm nay em ngây thơ quá vậy? Tại anh em mình biết hết những việc của Hùng đang làm, vì vậy nó mặc cảm về chuyện đó. Sao lại phải mặc cảm chứ? Mà mặc cảm về chuyện gì? Thì ba đứa mình là bạn thân với nhau, mà anh lại còn là công an, Hùng thì ngược lại. Anh có cảm giác là Hùng đang né tránh anh. À, em hiểu rồi. Nhưng mà em vẫn thắc mắc là tại sao anh Hùng biết mình làm sai mà vẫn không chịu dừng lại hả anh? Có lẽ Hùng nó có nỗi khổ riêng của nó. Với lại chắc là sợ anh em trong giang hồ trách móc. Em cũng biết tính Hùng rồi đó. Hùng là một người rất trọng tình nghĩa. Anh, nếu anh Hùng là người như vậy thì em với anh giúp anh Hùng thoát khỏi cái nơi đó đi anh. Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Đến một lúc nào đó anh sẽ cố gắng thuyết phục Hùng quay đầu lại. Thank you.
nào cũng tới đây rồi. Anh thấy đây đẹp không? Thấy cũng thú vị đó chứ. Hít thở đi anh. Con gái. Ủa ba. Sao con không ăn cơm trước đi? Còn đó giống như là tương tư ai vậy? Ba chọc con hoài. Con chờ ba về ăn cơm chứ tương tư ai. Ba ngồi đi. Mà sao hôm nay ba về trễ vậy? À, thì ba bận tiếp mấy người khách. Cho nên ba về hơi trễ một chút. Mà nè, mai mốt á, thấy ba về hơi trễ thì con ăn cơm trước đi nghe, đừng có chờ ba. Đâu có được ba. Nhà chỉ có mỗi hai cha con à. Ba không có về ăn là con không có ăn một mình đâu. Buồn lắm. Với lại ba cũng phải về nhà ăn cho đúng bữa, đúng giờ chứ. Ba. Hôm nay con chiên cho ba mấy con cá khô nè. Món mà ba hay nhắc tới đó. Ba ăn thử coi, coi ngon không á. Chà, con gái của ba lúc này đảm đang quá ha. Nè, mà hình như vài bữa nữa là sinh nhật của con rồi đúng không? Ba ơi, là ngày mai. Ủa? Chán ba thiệt quá, ba bận quá, ba quên luôn sinh nhật của con rồi. Ba xin lỗi. Dạo này ba nhiều việc quá. Con mà không nhắc là ba lại nhớ sai rồi. Thôi bây giờ con gái thích gì nói ba tặng cho nè. Ba tặng cái gì cũng được hết trơn á, tùy lòng hỏi tâm của ba thôi à. Để ba coi coi. Vậy ba sẽ tổ chức mừng sinh nhật cho con nghe. Thôi, mấy năm trước con còn thích cái đó, nhưng mà năm nay con chỉ muốn yên tĩnh một chút. Thôi ba tặng quà cho con là được rồi, đừng có tổ chức gì hết nha. Thôi được rồi, nếu con thích như vậy á thì ba chịu ý của con thôi. Rồi con ăn cơm đi. Mà ba suy nghĩ tặng quà gì cho con nhanh lên nha. Ok. Ba thích lắm luôn đó. Thầy ơi, chắc là thầy cũng đói rồi, hay là con mời thầy đi ăn nha. Từ từ rồi ăn cũng được con, thầy cũng chưa đói lắm. Dạ. Thầy ơi, anh ở lại đây tâm sự với thầy nha. Em đi ra ngoài đây chút. Hay là mình qua kia ngồi đi thầy. Cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy anh? Ở đằng kia kìa chị. Ở đằng kia kìa chị. Dạ cảm ơn. Con bé đó mặt mũi cũng phúc hậu, tính tình hiền lành dễ thương hả con? Dạ bé Xuân nó hiền lắm thầy. Con kể cho thầy nghe coi, sao con gặp được con bé đó? Dạ thank you.
Đây là số tiền bà cần. Bao nhiêu vậy cậu? Như lời anh hai hứa, 20 triệu. Có cần phải kiểm tra lại không? Đủ rồi cậu. Khoan đã, ký tên vào tờ giấy này rồi mới nhận tiền được. Cậu ơi, khi nào tôi có tiền tôi sẽ chuộc con của tôi về. Nhưng mà sao trong tờ giấy này ghi là tôi bán con vậy? Lằng nhằng quá, đưa đây. Mẹ ơi đừng bỏ con đi. Mẹ Xuân ơi, mẹ sẽ đón con về mà, mẹ hứa đó. Xuân ơi, Xuân ơi. Nếu khóc người ta phát hiện ra sao? Đưa thuốc đây. Nhiều rồi, kệ nó đi. Nó có đến bạc, muốn nó đến này nó khóc. Mơ gì thuốc ngủ, ngủ cộp tới sáng. Thôi giờ tao với mày đi ngủ đi. Mày hay quá, không thấy mũi bà dèo dèo sao ngủ. Bây giờ tao với mày không ngủ thì làm cái gì? Tao có đem theo mấy sự rượu nè. Mày hay á. Tao biết vô tới đây thế nào cũng cần vài sự rượu để ngủ. Theo tao. Vô. Vô. Vô mày. Cậu, chú coi chuyện gì vậy? Có gì không? Con chủ. Tưởng chuyện gì? Lạ quá mày. Nè, vô nữa đi. Vô. Đốt lửa thêm đi mày. Ê, làm cái nữa coi. Vô. Chuyện gì nữa vậy? Chắc tại con chuông hồi nãy á. Cho mày vô con lần nữa coi. Tao mà bắt được nó tao bằng thích đó. Nó gì vậy? Hả? Nó kìa. Cái gì vậy? Nó. Con nhỏ đâu? Nhỏ đâu? Đi tìm nó đi. Tìm nó.
Ôi. Nãy giờ mày có thấy con đàn bà nào ẵm đứa nhỏ đi ngang qua đây không? Dạ tôi không thấy. Bắt được nó, nó chết với tao. Tao nghĩ nó chạy không xa đây đâu. Đây. Em đó. Tí con nít nó khóc kìa. Khóc khóc cái gì? Đó, ông nghe không? Nè, hai đứa kia làm gì ở đây? Bộ mày muốn ăn trộm nhà tao hay sao? Có chuyện gì vậy ông? Không có đâu ông. Sự thật không phải như vậy đâu. Vậy chứ sao? Vậy chứ tụi bay ở đây làm gì? Chứ bay có chuyện gì? Con tên là gì? Dạ con tên là Hùng. Con đang đi, con thấy mẹ bé bán bé cho ai hung dữ lắm. Lấy tiền xong rồi mẹ bé bỏ đi, con chạy theo. Lúc đó con mới cứu bé ra, nhưng mà ai ngờ đâu tự dưng bọn họ phát hiện ra rồi đuổi theo con. Con sợ quá, con không biết trốn đi đâu. Con thấy xe khoai mì nên con mới trèo lên, rồi chiếc xe khoai mì nó chở con tới đây luôn. Vậy hả? Mà con nói thiệt không? Dạ thiệt mà ông. Vậy hả? Bây giờ trời lạnh lắm, hai đứa đi vô nhà nghe. Dạ, con cảm ơn ông bà. Không sao, em không dạy mẹ.
về với mẹ hả? Ô thôi 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 thôi, vô đi bà Thương, ngoan ha, bà Thương nghe. Ừ, ngoan ha. Bà đi tìm mẹ cho con ha. Cô vô đi con. Dạ. Rồi rồi, con nín đi, giỏi. Giỏi bà Thương. Ờ thôi nín đi con. Ờ thôi nín đi, giỏi, ngoan, ngoan bà Thương. Ờ, bà đi tìm mẹ cho con ha. Nín đi bà Thương nghe. Ờ. Ông ơi. Sao nó nóng quá ông ơi? Chắc nó bị cảm sốt đó bà. Trời ơi, trời lạnh xương xuống, nó thấm vô, người lớn á còn chịu không nổi, huống chi con nít. Thôi nín bà Thương. Nè, giờ sao bà? Thôi giờ ông coi chừng nó nghe. Tôi đi mua thuốc à. Nín là giỏi nín con. Nín giỏi ông Thương ha. Nín nghe, nín đi rồi ông bà đưa con về với mẹ nghe con. Ông biết rồi nín con, nín hồi giỏi ha. Giỏi ông Thương nghe ha. Còn có nhiêu đây à ông ơi? Chắc không đủ quá. Ông còn đồng nào không? Bà lạ quá. Tiền ở trong nhà này bà giữ cho tôi có giữ đâu mà còn với không còn. Giờ sao giờ trời? Giờ này biết mượn ai giờ? Ồ, nín con nghe. Ồ, giỏi giỏi, nín mất à, giỏi con ha. Ê, nhỏ. Nhỏ ơi, con chạy đi đâu vậy? Trời ơi, sao ông không cản nó lại? Giờ để ra đường nguy hiểm lắm. Tự nhiên nó chạy bất thình lình vậy mà cản gì hơn nữa, tôi đang dỗ con nhỏ này mà. Trời ơi, sao giờ trời? Thôi thôi giờ ông giữ nó nha. Tôi vô tôi nấu miếng gừng giải cảm cho nó cái đã. Đến con. Uống giỏi nghe không? Giỏi ông bà cưng con ha. Uống giỏi đi con. Cái mà con muốn lắm. Con ráng đi. Ráng uống đi con. Hang. Không cay lắm. Thiệt là. Nè, ráng chút xíu nữa thôi. Xíu nữa thôi con. Trời ơi, không biết cái thằng này nó chạy đi đâu mà sao giờ này cũng chưa thấy nó trở lại nữa. Nó chạy đi mua thuốc đó. Không biết có tiền không mà đi mua nữa. Nè con, uống chút xíu, ráng chút xíu nữa nghe. Nè, ráng đi con, ráng đi. Trời ơi con, giờ này mà con chạy đi đâu vậy? Dạ, con đi mua thuốc cho em. Con nói với người ta là em bị bệnh gì vậy? Dạ, con nói với cô là bị bệnh cảm sốt. Cái cô đưa con liều thuốc đó đó. Ừ, được rồi. Thôi, để tôi vô lấy nước. Vậy là tụi con mới gặp được ông bà ngoại đó thầy. Thầy thật sự không đánh giá sai lầm gì con. Con là một đứa trẻ rất gan dạ, lầm lì, vậy mà lại sống tình nghĩa. Lúc mà con đã bỏ đi á, thầy rất lo lắng cho con. Lúc mà con ra ngoài, người ta có lợi dụng lòng tốt của con để làm những việc xấu hay không? Nè, mà con có thấy được mặt mẹ của đứa bé không? Lúc đó trời tối quá, cho nên con chỉ nghe được tiếng nói, chứ không nhìn rõ mặt thầy. Thật là tội nghiệp con bé quá. Dạ thầy. Anh Hùng với thầy đang nói chuyện gì vậy? Anh đâu có nói gì đâu. Thầy ơi, con thấy đói bụng quá. Hay là ba thầy trò mình đi ăn nha. Thôi mình đi đi. Dạ. Mình đi em. Dạ. Nguyên ngày nay em có gặp thằng Hùng không? Không. Sáng hôm qua anh hai có sai em, kêu nó tới cho anh hai nói chuyện. Mà không biết anh hai đã nói gì, hôm nay không thấy nó đâu. Chắc là anh hai nói về cái chuyện địa bàn đó. Thấy tội nghiệp đó,
chắc nó cũng khổ sở lắm. Một bên là em gái, một bên là anh em và công việc. Để em gọi nó thử coi sao. Thôi, đừng có điện. Để cho nó có thời gian suy nghĩ đi. Chắc mấy hôm nay nó cũng mệt mỏi lắm rồi. Anh cũng biết tính nó mà. Nó không bỏ anh em mình đi gì đâu. À nè, giấy tờ đi du học của con á, ba lo xong hết rồi nghe. Sao bà gấp vậy? Chuyện du học để từ từ con làm cũng được mà. Cái con nhỏ này hôm nay lạ nghe. Bình thường thì con hối ba làm cho nhanh giùm con đi. Rồi bây giờ con nói từ từ là sao? Thì công ty của ba mới giao việc cho con, mà con chưa làm đâu ra đâu hết. Con muốn là mọi chuyện ổn thỏa rồi thì lúc đó con đi du học vẫn chưa có muộn mà. Con gái, con biết là hôm nay con bao nhiêu tuổi rồi không? Con qua bên đó còn học mấy năm nữa, về là già rồi đó nghe con. Ba ơi, thời bây giờ con gái 30 tuổi cũng chưa có sợ già đâu. Tới lúc đó già rồi đó ha, không có đứa nào thèm ngó tới á, ấy thì sao hả? Thì con ở nhà với ba, con chăm sóc cho ba cả đời. Nhỏ này biết nịnh ghê ta.